Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 10 tháng 6 năm 2024, đầu tuần không có biến. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 66.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại thị trường miền Bắc. Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua không có biến động so với cuối tuần trước mức giá giao dịch cao nhất 70.000 đồng một kg. Cụ thể, thương lái ở Hưng Yên và Vĩnh Phúc tiếp tục giao dịch heo hơi với giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại đang thu mua ổn định trong khoảng 68.000 đến 69.000 đồng một kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 68.000 đến 70.000 đồng ruột kg. Giá heo hơi tại thị trường miền Trung. Theo ghi nhận, giá heo ở khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng không có thay đổi mới. Trong đó, mức giao dịch cao nhất hiện vẫn được ghi nhận tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận là 69.000 đồng một kg. Ngược lại, Heo hơi ở Quảng Trị và Quảng Nam đang được thu mua với giá thấp nhất là 66.000 đồng chốt kg. Các tỉnh còn lại neo trong khoảng 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 66.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại thị trường phía Nam. Giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam cũng đi ngang theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, Giá thu mua heo hơi cao nhất hiện được ghi nhận ở mốc 70.000 đồng 1 kg tại tỉnh Long An. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch heo hơi với giá trong khoảng 67.000 đến 69.000 đồng chuột kg. Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 67.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Dịch tả lợn châu Phi hiện đang tái bùng phát phức tạp và có dấu hiệu lan rộng tại nhiều địa phương. Theo Cục Thú Y, cả nước hiện có 196 ổ dịch tại 59 huyện của 18 tỉnh thành phố chưa qua 21 ngày. Số heo mắc bệnh là 10.544 con, số heo đã chết và phải tiêu hủy là 10.612 con. Dự kiến đàn heo nái của cả nước có thể cần ít nhất 1,5 năm để phục hồi về mức trước dịch. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết vài năm trước đây, dịch tả heo châu Phi lan mạnh nhất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo việc an toàn sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh dịch này cũng đã lan mạnh tại cả những trang trại của các doanh nghiệp lớn. Các chuyên gia và đại diện một số doanh nghiệp chăn nuôi hiện nhận định giá heo hơi có thể duy trì ở mức cao như hiện nay cho đến cuối năm 2024 do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vừa mới bắt đầu tái đàn trở lại sau đợt dịch tả lợn châu Phi năm ngoái và cần khoảng thời gian ít nhất đến tháng 12 năm 2024 mới có nguồn cung mới ra thị trường. Dữ liệu lịch sử cho thấy, thông thường chu kỳ tăng giá của ngành chăn nuôi heo diễn ra trong khoảng 2 năm. Như vậy, chu kỳ tăng giá hiện nay có thể kéo dài trong giai đoạn 2024-2025 thị trường bật tăng lấy lại mốc 70.000 đồng một kg và tiến dần đến mức 72.000 đồng một kg. Với nhu cầu tiêu thụ cao như hiện nay, các chuyên gia và doanh nghiệp dự báo, thời gian tới, giá thịt heo sẽ neo ở mức cao. Bởi, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Ở thời điểm tháng 5 khi giá lên mốc 72.000 đồng một kg, bà con đã tranh thủ xuất chuồng nhiều, nên số lượng đã giảm dẫn đến nguồn cung đang bị hụt so với nhu cầu người tiêu dùng. Mặc dù giá đang tăng cao nhưng nhiều bà con chăn nuôi cũng đang lo ngại dịch bệnh nên chưa dám tái đàn số lượng lớn như trước mà chỉ cầm chừng số ít. Với điều này, với lứa heo tiếp theo sang quý 3 cũng sẽ thiếu hụt và đẩy giá tăng lên. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên, với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó, giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Hàng triệu người chăn nuôi phấn khởi vì sau hơn một năm chống chọi với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao mà giá thu mua thấp, bây giờ họ đã có lãi. Ước tính sau khi trừ các chi phí, mỗi con heo. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, thừa nhận giá heo hơi tăng mạnh là do cung không đủ cầu, song tình trạng thiếu hụt không nghiêm trọng. Thị trường vẫn tiếp tục giữ mức tăng cao, có thể thấy hiện tại giá heo hơi tăng kỷ lục so với trước đây tuy nhiên nhiều người cũng đang nghĩ đây là lợi thế hay thách thức với người chăn nuôi thông thường giá heo hơi thường giảm vào mùa hè nên người chăn nuôi có doanh thu ít nhất tuy nhiên năm nay thị trường thịt heo hơi diễn biến trái quy luật khi giá tăng cao nguyên nhân chính được cho là nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng từ dịch tả heo châu phi điều này vừa là cơ hội cũng là thách thức người chăn nuôi vẫn lo lắng với bài toán chất lượng và rủi ro tái đàn các chuyên gia và doanh nghiệp cũng dự báo thời gian tới giá thịt heo sẽ neo ở mức cao bởi Dịch tả châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cũng khá thận trọng kế hoạch tăng đàn do lo ngại dịch bệnh hoành hành vào thời điểm cuối năm. Đang nói, thị trường đang trong tình trạng thiếu hụt cung và phải mất tối thiểu 18 tháng mới có thể khắc phục được tình trạng này. Hiện giá heo hơi tăng nhưng chưa có nhiều hộ chăn nuôi dám tăng đàn vì sợ rủi ro về dịch bệnh và giá cả. Người chăn nuôi sợ giá này không giữ được ổn định lâu dài nếu tình trạng nhập lậu heo sống tái diễn và việc nhập khẩu thịt đông lạnh ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Để ngành chăn nuôi heo phát triển bền vững, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, không để tái diễn tình trạng nhập lậu heo sống từ các tỉnh có đường biên giới phía Nam, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến giá mà còn có nguy cơ phát sinh dịch tả heo châu Phi. Theo ông Đoán, chúng ta phải có kế hoạch nhập heo đông lạnh từ một số nước, làm sao cân đối được nhu cầu thị trường. Nếu lơ là việc nhập lậu và nhập khẩu thịt đông lạnh một cách ồ ạt thì chắc chắn chăn nuôi luôn là mối lo. Lúc đó thì người chăn nuôi không thể mạnh dạn tái đàn hoặc tăng đàn vì ngoài vấn đề giá còn có dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Tri cục chăn nuôi và thú y khuyến cáo các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chủ vật nuôi kiểm soát các nguồn đầu vào có nguy cơ lây nhiễm dịch, tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh, sát trùng tiêu độc bằng vôi bột, hóa chất từ hộ, ra trại trang trại chăn nuôi heo ra các khu vực xung quanh, nơi có nguy cơ cao, sát khuẩn người và phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, không nhập con giống từ các địa phương đang có dịch, theo báo Quảng Ninh. Các hộ chăn nuôi thuộc vùng có dịch không nuôi mới, tái đàn khi chưa công bố hết dịch, không đến tham quan trang trại, không tổ chức họp trực tiếp với chủ cơ sở, người tham gia chăn nuôi để hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm vào trang trại, khu chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết bổ heo và sản phẩm từ heo trên địa bàn ông nguyễn trí công chủ tịch hiệp hội chăn nuôi đồng nai cho biết vài năm trước đây dịch tả heo châu phi lan mạnh nhất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo việc an toàn sinh học tuy nhiên thời gian qua bệnh dịch này cũng đã lan mạnh tại cả những trang trại của các doanh nghiệp lớn thị trường đang trên đà tăng trưởng tốt so với thời gian trước giá heo gần đây đã tăng liên tục qua khảo sát chung nhiều tỉnh thành trên toàn quốc hiện mức giá đang giao động mức cao ông đỗ xuân huy phó tổng giám đốc công ty chăn nuôi cp việt nam cho biết Do suốt năm 2023, giá heo hơi quá thấp, người chăn nuôi thua lỗ nên đã giảm số lượng lợn nuôi. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện nay giảm nhiều, nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, vài năm trước đây, dịch tả heo châu Phi lan mạnh nhất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo việc an toàn sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh dịch này cũng đã lan mạnh tại cả những trang trại của các doanh nghiệp lớn. Nhận định về xu hướng giá lợn hơi trong thời gian tới. Nhiều chuyên gia cho rằng sẽ khó bật tăng quá mạnh khi sức cầu vẫn đang rất yếu. Mặt khác, sang đầu tháng 6, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm trở lại do dịch tả heo châu Phi hoành hành, người dân bán chạy đàn khiến nguồn tăng trở lại. Nguyên nhân của giá heo hơi tăng là do nguồn cung thiếu hụt bởi dịch tả heo châu Phi, nhiều hộ đã bán chạy dịch. Mặt khác, giá heo hơi giữ ở mức thấp trong một thời gian dài khiến không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà cả các trang trại lớn cũng không dám tái đàn. Đồng quan điểm về vấn đề này, Ông Nguyễn Chí Công chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai thông tin, riêng tại Đồng Nai, đàn heo tại địa phương này đã giảm 30%. Bệnh dịch kèm theo người dân bỏ chuồng do năm ngoái thua lỗ đã ảnh hưởng năng suất của tổng đàn đàn heo trên địa bàn tỉnh và gây ra tình trạng thiếu hụt heo. Giá heo hơi tăng, người chăn nuôi cắt lỗ và bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, người chăn nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi chưa chủ động được nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đầu ra không ổn định. Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ cao chưa đảm bảo an toàn sinh học. Công tác dự báo thị trường cung, cầu, đánh giá, phân tích thị trường lĩnh vực chăn nuôi còn nhiều bất cập. Giá heo tăng cao nhưng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi nên thận trọng tái đàn bởi thời điểm này dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Giá heo hơi trung bình tiếp tục tăng cao trong tháng trước ở cả 3 vùng trên cả nước. Cụ thể giá đã tăng khoảng 1,2 đến 3,2%. Hiện giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 65.000 đến 70.000 đồng trên kg một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng do nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguồn cung thiếu hụt trên thị trường. Khoảng 2 tháng nay, giá lợn hơi đang trên đạt tăng mạnh, có thời điểm đạt 70.000 đồng một kg. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y, hiện dịch tả heo châu Phi vẫn là mối đe dọa thường trực với người chăn nuôi trong tỉnh. Nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất lớn nên việc tái đàn cần phải thận trọng và chỉ nên tái đàn khi thực sự bảo đảm an toàn giá heo hơi tăng cao là do nguồn cung giảm, vì thời gian qua dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại cho nhiều hộ chăn nuôi, kể cả những công ty chăn nuôi lớn. Cho nên nhiều hộ đã giảm đàn, hoặc tạm ngưng chăn nuôi và một số công ty chăn nuôi cũng giảm đàn. Hiện nay, giá heo hơi hơn 70.000 đồng một kg, tăng đến 20.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm trước. Với giá này, người chăn nuôi đã có lời. Tuy giá heo hơi tăng cao nhưng nhiều người chăn nuôi ở Đồng Nai chưa bệnh dạn tăng đàn vì lo dịch tả heo châu Phi, ASF và tình trạng nhập khẩu thịt đông lạnh sẽ ảnh hưởng đến giá trong thời gian tới. Nhiều chuyên gia trong ngành chăn nuôi và các ông lớn vẫn đang khẳng định giá heo sẽ còn tiếp tục bật tăng mạnh. Hiện nay mức giá cao nhất đã có mức 68.000 đồng 1 kg thì giá 70.000 đồng một kg chỉ trong nay mai. Nếu tình trạng thiếu hụt nguồn heo kéo dài do dịch bệnh thì khả năng sẽ tiến mạnh lập đỉnh mốc 75.000 đồng một kg. Theo Bộ Công Thương, tình hình chăn nuôi heo trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán thịt hơi tăng đều trên cả nước. Tổng số heo của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 3 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, nhận định đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Tại miền Trung, với nguồn cung không nhiều cùng việc lưu chuyển heo ra Bắc lẫn vào Nam được duy trì, giá heo có thể tiếp tục tăng nhẹ. Ông Nguyễn Xuân Dương, chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cũng nhận định, giá heo thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật thị trường. Bởi sau một thời gian dài giá heo bị sụt giảm xuống mức hơn 50.000 đồng một kg heo hơi khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, chăn nuôi không có lãi. Đến thời điểm hiện tại giá heo dao động trong khoảng từ 61.000 đến 66.000 đồng là mức giá hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài chăn nuôi bị thua thiệt. Một chuyên gia nông nghiệp cho biết, giá heo tăng thời gian gần đây do nguồn cung giảm nhiều, các hộ chăn nuôi đơn lẻ dần bỏ chuồng sau nhiều tháng không lãi. Còn với các doanh nghiệp có nhiều trang trại, số lượng đàn lớn thời điểm tới sẽ là khoảng thời gian có lãi, khi giá heo hơi có thể tăng lên mốc 70.000 đồng trên kg. Trước đó, một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cũng đoán định giá heo hơi trong các tháng tới có thể tăng tốt, thậm chí đạt bốc trên dưới 70.000 đồng trên kg. Nhiều chuyên gia trong ngành dự báo, với xu hương như hiện nay, đặc biệt là thị trường tiêu thụ rất mạnh trong khi nguồn cung đang giảm. Điều này khiến giá heo sẽ tiếp tục trên đạt tăng mạnh với mức giá 64.000 đồng như hiện tại thì lên giá 65 đến 70.000 đồng kg sẽ chỉ trong nay mai. Bên cạnh đó một điều rất quan trọng khi thời tiết như như hiện nay bà con chăn nuôi cần kiểm soát phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi, đối với con giống cần đảm bảo đúng chuẩn, đã kiểm dịch rõ ràng tránh trường hợp mua chung giống rẻ kém chất lượng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 10 tháng 6 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo